Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng làm trưởng đoàn, đoàn kiểm tra số 3 đã có buổi làm việc với Đảng bộ Cục Hải quan Đà Nẵng về tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại đơn vị. Theo Cục Hải quan, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã và đang tạo động lực để lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy trí tuệ tập thể, quy chế dân chủ giúp nâng cao ý thức nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế công vụ. Hướng đến mục tiêu của ngành hải quan là tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng hệ thống hành chính liêm chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Thời gian tới, Đảng ủy lãnh đạo Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nghiệp vụ hải quan gắn với việc đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác dân vận gắn với quan hệ hải quan doanh nghiệp. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, quan hệ giữa chính quyền với các hội đoàn thể trong thực hiện các chính sách với người lao động, qua đó đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của ngành trong năm 2023 và những năm trước đó. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm là đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính năm 2022 theo bộ chỉ tiêu của thành phố.